Chào các bạn và chào anh em Sony fan. Thì tại sao mình lại phải chào riêng anh em Sony fan? Bởi vì mình đang có một chiếc máy Sony rất là đẹp ở đây. Đó là chiếc Xperia 1. Nhưng mà đáng tiếc thì từ năm nay thì Sony họ không bán những cái máy smartphone của họ chính hãng ở Việt Nam nữa, mà anh em sẽ phải tự tìm mua bằng con đường sách tay. Nó sẽ hơi phức tạp và rắc rối hơn một chút. Đây sẽ là video mình chia sẻ về những tính năng hay và những điểm độc đáo ở trên chiếc Xperia 1 này cho các bạn. Thấy thì ở trong hộp thì Sony có cho chúng ta một cái ốp dẻo bằng nhựa trong để ốp vào để bảo vệ máy này. Đây là những cái phụ kiện ở bên trong. Chúng ta có một cái tai nghe được làm màu đen, và đây là cái củ sạc chân chuẩn của Hồng Kông, USB Power Delivery với công suất là 18W, là sạc nhanh. Và đây là một cái dongle để chuyển từ 3.5 ra cổng C. Cái máy này không có cổng 3.5. Cuối cùng là một cái sợi C2C. Hết. Đó, thì các bạn thấy không? Một cái máy rất là cao, rất là thon gọn và rất là mảnh khảnh, như kiểu là một anh chàng thư sinh cao và gầy chứ không béo mập như là hầu hết những cái smartphone mình thấy hiện nay. Đây là chiếc XS Max của mình. Mình đặt bên cạnh thì các bạn sẽ thấy là nó rất là béo. Còn chiếc Xperia 1 là nhìn nó thon và nó đẹp hơn, nó dài hơn. Cái việc mà nó không to theo chiều ngang, tức là nó to sang hai bên, thì cũng giúp chúng ta khi mà chúng ta cầm máy nó sẽ được tự tin và nó có cảm giác hơn. Bởi vì cái máy bây giờ nó sẽ thon gọn và nó nằm lọt trong lòng bàn tay của chúng ta, chứ nó không bị tràn ra hai bên, cho nên là chúng ta sẽ có cảm giác là máy nó dễ bị rơi. Ở trên Xperia 1 thì mình thấy là Sony vừa nghe theo những cái góp ý của người dùng mà họ vừa vẫn giữ những cái bảo thủ của họ. Đầu tiên đó là những cái bảo thủ các bạn sẽ thấy nằm ở cái cụm cảm biến vân tay này. Họ nhất quyết họ không cho lên màn hình mà họ vẫn để bên phía cạnh phải, mà rất là nhiều những cái đời máy họ đã trang bị rồi. Và ở thế hệ Xperia 1 này thì nó không đóng vai trò là nút nguồn, cho nên chúng ta lại có thêm một nút nguồn rời bên này nữa. Thêm nữa, ở phía dưới này thì Sony vẫn trang bị một nút cứng để chúng ta chụp và quay phim, bấm nhẹ là lấy nét và bấm mạnh là chụp hình hoặc là quay phim. Thì đây mình không đánh giá là một cái gì đó bảo thủ tiêu cực, mà mình đánh giá là một cái bảo thủ nhưng mà tích cực của Sony. Một cái bảo thủ tiếp theo ở trên Xperia 1 đó là các bạn thấy là cái viền màn hình. Đó, mặc dù Sony đã cố làm mỏng hai cái viền trên và dưới, nhưng mà họ vẫn không cho tay thỏ hoặc là màn hình khoét lỗ hoặc là giọt nước vào để cho cái viền trên này nó mỏng đi. Cái kết hợp với cái màn hình 21:9 cho nên chúng ta lại có một cái máy càng dài hơn, bởi vì nó có hai cái viền trên và dưới của màn hình. Các bạn thấy là camera ở đây, lần đầu tiên Sony đã trang bị hơn một ống kính cho cái smartphone của họ. Trước đây thì ngay cả chiếc XZ3 thì cũng chỉ có một ống kính thôi, nhưng mà trên Xperia 1 này thì Sony đã trang bị cả ba ống kính với ba tiêu cự khác nhau. Một cái là 16, một cái là 26 và một cái là 52. Cái trải nghiệm mà cái màn hình 21:9 này mang lại nhiều nhất đó là khi mà chúng ta xem phim. Thì các bạn thấy là nó tỷ lệ nó rất là vừa vặn, nó rất là hoàn hảo. Dường như là nó làm ra để cho cái tỷ lệ màn hình trên cái Xperia 1 này. Cho nên là các bạn thấy là nó không có bị một cái vần viền đen nào. Mình thấy là ở trên Xperia 1 này thì Sony có vẻ như đã chịu hợp tác hơn giữa những cái bộ phận ở trong tập đoàn để chúng ta có một cái sản phẩm tốt nhất. Ví dụ như ở cái phần hình ảnh này, cái phần màn hình thì Sony đã sử dụng cái con chip X1 mà họ trang bị cho những cái TV Bravia của họ. Camera của Xperia 1 này thì nó cũng sử dụng những cái thuật toán của team Alpha, đó là cái team máy ảnh của Sony, để cho cái chất lượng hình ảnh nó ra nó tốt hơn. Cái máy này mình mua xách tay từ Hồng Kông về và có giá là 2-3.5 triệu cho cái cấu hình là bộ nhớ trong 128GB. Đó, rất là đẹp và rất là khác biệt. Các bạn thấy không? Các bạn thấy ngay là nó rất là khác biệt kể từ khi chúng ta cầm máy lên, từ cái thiết kế của nó cũng như là cái tỷ lệ màn hình mà nó sử dụng. Và Sony vẫn luôn thiết kế rất là chất, mặt sau rất là đẹp, màu tím. Cảm ơn các bạn.